Đi 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 nào. Phố đồ nhỏ con đồ to. Tập 337. Vị khách đến từ ngôi sao. Người ngoài hành tinh tấn công. Cá đỏ ngoài hành tinh phát sóng điện. Các cư dân xin chú ý. Theo nhân chứng cho biết, tối qua có một tảng thiên thạch rơi xuống khu vực này. Xin mọi người chú ý an toàn. Tuyệt đối không được. Thiên thạch ư? Có người ngoài hành tinh. Tuyệt quá, lại ở ngay trong khu nhà chúng ta. Mình thật muốn được gặp người ngoài hành tinh. Thiên thạch, người ngoài hành tinh. Hai đứa bụi vàng chạy đi đâu vậy? Thật là. Bố đồ nhỏ, bọn con đi tìm người ngoài hành tinh. Họ nhất định ở trong sân nhà của chú Mao bên cạnh. Cái gì? Nói đùa à? Là thật đấy, chú đồ nhỏ. Bọn cháu tận mắt nhìn thấy nhà chú Mao phát ra ánh sáng. Nói chắc chắn như vậy sao? Được rồi, vậy bố sẽ đi theo các con xem rốt cuộc có người ngoài hành tinh hay không. Đúng là ban ngày gặp ma, chúng ta làm sao đi vào được? Chuyện này để bố thương lượng với nó đã. Cún con, nhờ mày giúp cho bọn ta đi vào được không? Mày đồng ý rồi phải không? Cứu bố với, cứu bố với. Chú đồ nhỏ đang nói gì với bọn mình thế? Mình đoán bố muốn bọn mình vào trước. Vậy bọn mình mau vào đi. Cứu bố với, mau tới cứu bố. Xem ra chú Mao đang tổng vệ sinh nhà cửa. Thật hiếm thấy. Chú Mao, chú có nhà không? Đóng cửa không tiếp khách. Đồ to, chúng ta đi chứ. Vẫn chưa tìm thấy người ngoài hành tinh mà. Không thể bỏ cuộc dễ dàng thế được. Tiểu Minh, nhìn xem. Vết chân thật kỳ lạ. Người ngoài hành tinh. Tiểu Minh, chúng ta đếm đến ba rồi cùng vén ga giường lên được không? Cứu tôi với. Đồ to, Tiểu Minh, hai cậu đang làm gì ở trong sân nhà chú mình vậy? Mau Dung Dung, mau chạy đi. Ở đây có người ngoài hành tinh rất đáng sợ. Người ngoài hành tinh ở đâu ra? Đồ to, nhìn kìa. Mau Dung Dung, người ngoài hành tinh ở sau lưng cậu. Tuyệt đối đừng quay đầu lại. Mình không tin đâu. Bố đồ nhỏ, cứu con với. Cứu con với. Nhất định là con đồ to gặp nguy hiểm rồi. Mình phải đi bảo vệ con. Cún con, người tránh ra. Cứu tôi với, cứu tôi với. Thả tôi về nhà đi. Đừng sợ, có bố đây. Mau thả con đồ to ra. Người ngoài hành tinh, ta không sợ ngươi đâu. Người trái đất chúng ta không sợ ngươi đâu. Có giỏi thì qua đây. Hả? Là chú Mao à? Chú Mao ư? Thì ra chú muốn tham gia vũ hội hóa trang nên mới ăn mặc như người ngoài hành tinh. Ngay cả Mao Dung Dung cũng không biết. Tôi muốn giải thích với mọi người nhưng mặt nạ bị kẹt. Thì ra là như vậy. Nhưng bọn cháu thật sự nhìn thấy trong sân phát ra ánh sáng nhiều màu mà. Đó là ánh sáng từ quả cầu này. Thì ra người ngoài hành tinh không đến. Không ổn rồi, không ổn rồi. Mình nói cho các cậu một tin động trời. Vừa rồi mình nhìn thấy một người ngoài hành tinh. Thật đấy.
ảnh biết kể chuyện. Bố đồ nhỏ, đóng cửa vào, ảnh hưởng đến ánh sáng. Thế nào, con nhìn xem, mấy tấm này không tồi chứ. Wow, đẹp quá. Con muốn học không? Muốn à, bố dạy con à. Cái này tặng con, bố đảm bảo con có thể trở thành nhà nhiếp ảnh. Đơn giản như vậy sao? Con biết rồi, đi chụp ảnh thôi. Đợi đã, bố vẫn chưa dạy con mà. Đừng có chạy lung tung. Ây da, bố đừng có làm loạn chứ. Bố còn phải dạy con kiến thức cơ bản mà. Bố đừng làm loạn mà. Lại chạy à? Bố vẫn chưa dạy con chụp thế nào mà. Thì ra là chụp mèo. Để mình ra tay trước mới được. Bố đang làm gì thế? Qua đây, con nhìn xem. Bố à, bố có thể đừng làm phiền con chụp ảnh được không? Đây không phải làm phiền. Bố muốn dạy con cách chụp ảnh đúng. Con nhìn xem, mèo con do bố chụp có phải không bị nhòe không? Nhưng như vậy chẳng tự nhiên chút nào. Mèo vốn hay chạy đi chạy lại mà. Hơn nữa con mèo này vốn có việc khác phải làm, lại bị bố làm lỡ rồi. Bố nhìn xem. Bố à, đừng đi theo con nữa. Nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật, không thể để mặc nó được. Nói mình chụp không tự nhiên à? Mình phải thâm nhập vào cuộc sống của mèo. Đừng sợ, đừng sợ. Ta là đồng loại của các ngươi mà. Bố thật là ngốc. Chúng ta cùng chơi đi. Mèo đại nhân, xin lỗi, chúng tôi không cố ý đâu. Giờ tôi sẽ mang bố đi. Đau đầu quá, rót cho bố ly nước. Bố đồ nhỏ, vì sao bố cứ làm phiền con chụp ảnh thế? Nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật. Bố hy vọng con có thể chăm chỉ học tập rồi mới chụp ảnh, chứ không phải coi máy ảnh là đồ chơi. Bố đồ nhỏ, con không hề coi máy ảnh là đồ chơi. Bố nhìn xem. Nhòe rồi, nhòe rồi. Lại nhòe rồi. Nhìn ảnh con chụp mà bố chóng cả mặt. Để mẹ thưởng thức ảnh của đầu to nào. Sao thế? Sao thế? Nó chụp rất tốt sao? Đây là một câu chuyện nhỏ. Anh nhìn xem, con mèo này đang bới thùng rác tìm thức ăn, kết quả không tìm thấy, còn bị người ta dọa chạy mất. Sau đó, nhìn tấm này, mèo đi khắp nơi tìm đồ ăn. Có người cho nó một hộp thức ăn, nó ăn một bữa ngon lành, nhưng chắc là no rồi. Nó lại tiếp tục đi tìm thức ăn. Cuối cùng đã tìm được. Để lấy được thức ăn, nó nhảy từ trên cao xuống, bị ngã một cái. Tấm này, mèo đã về đến ổ của mình. Thì ra là mèo mẹ đi tìm thức ăn cho mèo con. Thật sao? Thì ra thật thú vị. Thú vị lắm. Con đồ to thật giỏi, dùng ảnh chụp để kể một câu chuyện thú vị. Con đồ to, bố thích nhầm con rồi. Con có cách nghĩ của riêng mình. Bố không nên áp đặt ý nghĩ của mình cho con. Nhưng sau khi xem ảnh của bố, con nghĩ kỹ rồi. Con phải học theo bố. Sau này chụp ra những tấm ảnh vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa. Đến lúc đó, đầu to nhà chúng ta chính là nhiếp ảnh lớn rồi.
đồ nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.